Thằng Dần sắp qua tới Việt Nam thì tụi bay làm party đón nó nghe. Ok. Ừ, được đó, được đó. Trời ơi, rồi đứa nào có ý tưởng party gì không? Thôi nó đi shopping đi. Đã đáp đi ăn uống nha. Lựa chỗ nào đồ ăn ngon nha. Chỗ nào đẹp đẹp để còn quang, chụp hình quang. Nữa. Nhiều vậy rồi biết tổ chức cái nào được bay. À, Crescent Mall là có đủ hết á. Ok, vậy thì hẹn Crescent Mall nha. Ê, hôm nay tụi tao đưa mày vô cái chỗ này đã lắm. Tết trọn vẹn khi Tết cùng nhau chỉ có tại Crescent Moon, 101 Tôn Dược Tiên, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.